Đàm phán hay không đàm phán, đó là vấn đề được mang ra thảo luận rất nhiều lần trong suốt hơn một năm qua kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Cộng đồng quốc tế đã biết đến những bản thảo hòa bình như công thức Sullivan của Mỹ, công thức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine. Và mới đây, Trung Quốc công bố chính sách 12 điểm về xung đột Ukraine, kêu gọi Moscow và Kiev nối lại đàm phán và phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân. Trước đó, khó để gọi công thức hòa bình của Zelensky là một sáng kiến hòa bình. Đúng hơn, nó là một chiến lược quân sự của Ukraine trong khuôn khổ cuộc xung đột và với những kỳ vọng rất cao về khả năng thực thi. Trong khi đó, các đề xuất từ phương Tây cũng chỉ giới hạn ở chiến thắng trên chiến trường trong thời điểm hiện tại. Đương nhiên, phương Tây sẽ không hài lòng với kế hoạch của Trung Quốc bởi họ cho rằng bản kế hoạch đó chỉ mang lại lợi ích cho Nga. Trong khi đó, phương Tây muốn Nga sụp đổ. Nhưng trên thực tế, dường như công thức hòa bình đó của Trung Quốc không hẳn là thân Nga mà là có lợi cho Bắc Kinh. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Trung Quốc đặt cược vào trò chơi ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, tất cả các bên cần ủng hộ Nga và Ukraine làm việc theo cùng một hướng và nối lại đối thoại trực tiếp càng sớm càng tốt, không được sử dụng vũ khí hạt nhân và không được tiến hành các cuộc chiến tranh hạt nhân. Mối đe dọa hay việc sử dụng vũ khí hạt nhân cần được loại trừ. Nội dung của kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc bao gồm tôn trọng chủ quyền của các nước, từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, ngừng chiến sự, nối lại hòa đàm, giải quyết khủng hoảng nhân đạo, bảo vệ thường dân và tù binh chiến tranh, bảo đảm an toàn cho nhà máy điện hạt nhân, giảm rủi ro chiến lược, tạo thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc, chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương, giữ ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp, thúc đẩy tái thiết sau xung đột. Giới quan sát phương Tây đánh giá rằng một số điểm trong kế hoạch của Trung Quốc nếu thực hiện sẽ mang lại lợi ích rõ ràng cho Nga, ví như ngừng bắn sẽ đóng băng quân đội Nga tại chỗ trên lãnh thổ Ukraine, cũng như lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi lệnh trừng phạt không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi Nga nắm quyền phủ quyết thông qua. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jay Sullivan phát biểu trên CNN cho rằng đề xuất của Trung Quốc chỉ nên kết thúc sau gạch đầu dòng đầu tiên, đó là kêu gọi tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước. Cũng chính Sullivan nói thêm rằng Mỹ sẽ không ra lệnh cho Ukraine về cách chấm dứt cuộc xung đột. Vị quan chức của Mỹ đã không nói dối. Nhà Trắng không chỉ có ý định ra lệnh làm thế nào để ngăn chặn đổ máu, mà ngược lại sẽ làm mọi cách để tình cảnh này kéo dài. Và trong khi Kiev tràn ngập trong đau thương, khói lửa, thì Washington sẽ tràn ngập vũ khí. Vì ở giai đoạn này, Mỹ chính là bên hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc đối đầu. Nhờ các biện pháp trừng phạt, họ đã tìm cách tước đoạt các nguồn tài nguyên giá rẻ của Nga và khiến châu Âu về cơ bản không có được những lợi thế kinh tế quan trọng. Và sau khi mất chủ quyền công nghiệp thì sẽ mất bản lề về chính trị. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng những nỗ lực gọi kế hoạch của Bắc Kinh là thân Nga hoặc chống Nga là điều vô nghĩa bởi vốn dĩ nó thân Trung Quốc hơn. Có những điểm trong bản kế hoạch của Trung Quốc mà Kiev sẵn lòng ủng hộ bởi ngay chính ở Trung Quốc, Đài Loan cũng là vấn đề nhức nhối tương tự. Vào ngày kế hoạch của Trung Quốc được công bố, Mỹ ngay lập tức đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với các công ty Trung Quốc với cáo buộc đã giúp Nga lách lệnh trừng phạt và cung cấp hàng hóa quân sự. Đây không phải là lệnh trừng phạt đầu tiên của Washington nhắm vào Bắc Kinh, nhưng là lần đầu tiên các biện pháp hạn chế được áp đặt do cáo buộc ủng hộ Nga. Rõ ràng các biện pháp này không thể so sánh với những biện pháp cứng rắn mà Moscow phải hứng chịu, song một tiền lệ đã được tạo ra giữa Washington và Bắc Kinh. Điều thú vị là Bruxelles lại nhanh chóng bác bỏ những cáo buộc tương tự đối với Trung Quốc. Phát ngôn viên chính sách đối ngoại của EU cho biết, EU không có bằng chứng về sự hỗ trợ quân sự của Trung Quốc đối với Nga. Trong bối cảnh đó, những luận điệu vốn không thân thiện của Trung Quốc đối với Mỹ trở nên trầm trọng hơn. Đó là điều dễ hiểu. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc
đã gọi Washington là kẻ gây chiến lớn nhất. Lưu ý rằng trong hơn 240 năm tồn tại, chỉ có 16 quốc gia không tham chiến, và sau khi Thế chiến II kết thúc, chính Nhà Trắng đã khởi xướng 80% tất cả các xung đột trong lịch sử hiện đại. Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng nhắc lại các cuộc cách mạng màu và nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử ở các quốc gia khác. Nhìn chung, sáng kiến của Trung Quốc nhiều khả năng không chỉ và không hẳn là một kế hoạch vượt qua cuộc khủng hoảng Ukraine, mà là một quan điểm nguyên tắc về tái cấu trúc an ninh toàn cầu trong thời kỳ hậu xung đột. Và tất nhiên, điều này có nhiều điểm tương đồng với bản đề nghị của Nga hồi tháng 12 năm 2021 trước khi chiến sự nổ ra mà Mỹ đã từ chối. Về vấn đề này, một số ý kiến cho rằng, đầu tiên, Bắc Kinh và Moscow nhìn trật tự thế giới trong tương lai theo cách tương đồng, do đó càng ngày càng xích lại gần nhau hơn. Thứ hai, cách phản ứng của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan đối với bản kế hoạch của Trung Quốc gợi nhớ đến phản ứng của Washington đối với bản đề nghị của Nga khi Mỹ bắt đầu lựa chọn đề xuất phù hợp với mình. Vào tháng 12 năm 2021, Mỹ đã từ chối các đề xuất của Nga và chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra 2 tháng sau đó. Bây giờ, vào tháng 2 năm 2023, Mỹ lại chỉ trích kế hoạch của Trung Quốc. Việc công bố kế hoạch hòa bình không cải thiện quan điểm của phương Tây. Vì vậy, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng không còn tin tưởng vào Trung Quốc nữa. Lý do là bởi Bắc Kinh không những không lên án hành động của Moscow ở Ukraine, mà còn ký thỏa thuận tình bạn không giới hạn với Nga trước khi cuộc xung đột nổ ra. Điều đáng chú ý nữa là Vương Nghị vừa mới có chuyến thăm chính thức tới Moscow và hội kiến với Tổng thống Nga Putin. Trong cuộc hội đàm, hai bên đã thể hiện sự sẵn sàng phát triển hơn nữa quan hệ đối tác. Theo nhà lãnh đạo Nga, hai nước hợp tác trên nhiều lĩnh vực và trong nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, BRICS, Tổ chức Thượng Hải. Ngoài ra, Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Moscow và Bắc Kinh, bất chấp những biến động của cục diện thế giới, vẫn duy trì quyết tâm theo đuổi chiến lược và kiên quyết đi theo sự hình thành một thế giới đa cực. Một cuộc gặp quan trọng khác là cuộc hội đàm giữa Vương Nghị với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Giới chuyên gia chắc chắn rằng kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Trung Quốc đề xuất không chỉ nhằm trở thành một khía cạnh khác nhằm củng cố quan hệ Nga-Trung, mà còn giúp Bắc Kinh có một vị thế tự tin trên trường quốc tế. Đề xuất của Trung Quốc nên được xem như một tuyên bố về lập trường của chính họ. Vấn đề dỡ bỏ lệnh trừng phạt trong các đề xuất của Trung Quốc cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Một số hàng hóa bị hạn chế, điều này đặc biệt ảnh hưởng đến lĩnh vực công nghệ cao. Và ở đây, Bắc Kinh tích cực ủng hộ một nền hòa bình không bị trừng phạt. Giới quan sát Nga đánh giá rằng toàn bộ tài liệu đầy những luận điệu chống phương Tây và không có một cáo buộc nào chống lại Nga. Mặt khác, có nhiều chỉ dấu trực tiếp và gián tiếp tới những động thái của Mỹ và EU. Ngoài ra, Trung Quốc không xác định cuộc đối thoại giữa Moscow và Kiev nên diễn ra ở đâu, và dù ở đâu cũng cần có điều kiện tiên quyết. Stanislav Tachenko, chuyên gia của câu lạc bộ Van Zai nhận định, tính khả thi của kế hoạch hòa bình của Trung Quốc đối với Ukraine trong ngắn hạn có vẻ đáng ngờ, và thoạt nhìn, tài liệu giống như một tập hợp các đề xuất chung. Tuy nhiên, trên bình diện toàn cầu, tài liệu đặt Trung Quốc đứng về phía Nga trong cuộc xung đột này. Theo Tachenko, tài liệu hướng đến hai đối tượng độc giả cùng một lúc. Đầu tiên là người dân Trung Quốc. Kế hoạch cho người dân thấy rằng đất nước của họ là một cường quốc toàn cầu, có khả năng đưa ra quan điểm rõ ràng và toàn diện về một vấn đề quốc tế khó khăn. Thứ hai, chính là chính sách đối ngoại. Đây là một nỗ lực của Trung Quốc nhằm tập hợp ý kiến của các nước đang phát triển về cuộc xung đột ở Ukraine. Rốt cuộc, đối với nhiều người, đây hoàn toàn là một vấn đề ngoại vi. Do đó, Bắc Kinh có một vị trí rất thuận lợi. Dường như Trung Quốc hiểu rằng không thể im lặng lâu hơn được nữa, và Bắc Kinh
thay mặt cho đại đa số thế giới nói về sự thật nghiễm nhiên. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cũng mong đợi một vị trí tích cực hơn từ Trung Quốc với tư cách là một cường quốc. Bắc Kinh rõ ràng sẽ hành động kiềm chế hơn vì cho đến nay các lợi ích hiện hữu của họ vẫn chưa bị ảnh hưởng. Nhưng thật sơ suất nếu bỏ qua xu hướng trầm trọng hơn rằng ở Trung Quốc sẽ không thể đợi lâu hơn và chứng kiến người khác làm bá chủ. Người ta có thể chế nhạo tối đa về sự vô dụng của kế hoạch hòa bình của Trung Quốc. Nhưng bây giờ, trước sức nặng của Trung Quốc, sẽ có quốc gia nào đó rút ra điều gì hữu ích cho chính mình từ những công thức bóng bẩy. Và đây là những gì Bắc Kinh cần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế của báo Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.